Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin quay lại cái phần hướng dẫn các bạn là làm quen với Photoshop phần 4 rồi. Thì mình đã làm phần 5 nhưng mà lâu mình quên không đăng lên cái bài này. Thì tới đây mình sẽ làm cái phần 6 luôn. Thì mình sẽ úp hai cái lên cho các bạn luôn ha. Thì cái phần trước các bạn coi mình lấy cái hình mẫu này mình làm cho các bạn được hình dung hiểu nó như thế nào rồi. Thì được cái phần 6 này mình sẽ làm cho các bạn cái hình cô gái này để cho nó mang tính chất ảnh gia đình một chút. Thì ở đây mình sẽ lôi cái màn hình ra đó, năm đâu rồi trời, đây rồi đó, lại đây này. Thì cái phần 6 này các bạn sẽ làm quen tới đến cái phần chấm hình da này. Ví dụ như các bạn chụp hình gia đình, các bạn chụp hình gia đình về, bây giờ hình gia đình của mình lỡ nó bị mình chụp không có tức là gọi từ là không được đẹp đi. Thì bây giờ mình phải cân chỉnh màu làm sao cho nó hợp với mắt mình, rồi mình phải chấm sửa da làm sao. Thì cái phần này mình làm cho các bạn, để các bạn lỡ có chụp hình gia đình thì coi được cái phần này làm. Thì nếu như bây giờ các bạn mà làm da, các bạn chỉnh sửa da da mặt á, thì theo mình nghĩ là cái CS6 hiện tại giờ CS6 nó có cái công cụ này. Đây nó có bổ sung thêm một công cụ nữa, nó làm da rất là tốt, nó tốt hơn CS3 này. Nhưng mà hiện tại mình chia sẻ với các bạn là làm quen với Photoshop này, CS3. Nếu như các bạn xài CS3 thì các bạn làm cũng được, không sao hết á. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình chuyển qua CS6 mình hướng dẫn cho các bạn thì không biết các bạn sẽ cảm giác như thế nào. Thì ở đây nó có một số công cụ từ CS3 nó qua CS6 cũng tương đương là giống nhau thôi. Tại vì bản chất bản thân của mình cũng làm từ CS3 nhảy lên CS6 à, chứ mình không qua CS4, CS5 gì hết á. Tại vì cái nhu cầu của mình là tới đây thôi thì mình làm tới đây thôi, chứ mình không có nhu cầu cao. Nhưng mà sau khi mình thấy CS6 nó ra, nó có nhiều cái gọi là cái hỗ trợ thêm cái công cụ và phần mềm nó hay thì mình xài nó. Bây giờ cái bài này mình sẽ làm cho các bạn qua CS6. Nếu mà các bạn coi, các bạn để lại cảm nhận của các bạn ở dưới video này, các bạn thích học cái CS3 hay là học CS6 để cái bài sau mình biết đường mình sẽ làm cái CS6 hay CS3 cho các bạn luôn. Tại giờ mình thấy cái phần này thì nên mình nghĩ nên làm CS6 thì sẽ đẹp hơn. Thì bây giờ mình tắt sự thử CS3 mình làm CS6 ha. Nó đi. Mình mở CS6 lên. Đây. Mình chia sẻ với các bạn một chút. Cái video này mình chia sẻ cho những bạn nào mà mới làm quen thôi, còn các bạn nào mà đã biết rồi thì cũng không nên coi mất thời gian. Còn các bạn nào mà mới làm quen thì các bạn hãy tỉnh táo, cứ từ từ thôi ha, từ từ đi từng bước một, các bạn sẽ hiểu từng bài một, nó sẽ hay cho các bạn hơn, các bạn nắm rõ hơn. Còn hoặc là các bạn lấy cái hình ra như hình của mình đây, các bạn thực tập luôn. Thì bây giờ để quay lại đây là mình chia sẻ chút xíu thôi, để quay lại cái hình này cho nó nhanh. Bây giờ cái phần 4, phần 5 mình đã nói về công cụ rất là nhiều rồi. Trong cái video mình đã nói tới phần 5, là các bạn coi tiếp phần 5, và phần này mình làm tới phần 6. Thì mình sẽ làm đến cái phần da và cái phần cân bằng một chút để cho các bạn hiểu về cái hình mà mình làm cho gia đình ha. Thì đây, cái ảnh này là ảnh ảnh chụp mà hình gốc, mình chụp ảnh gốc rồi. Ảnh máy 5D Mark 3 nó cũng rất là nét lắm, là chụp ban đêm nó cũng hơi khó chụp. Nhưng mà mình không nói về cái phần máy móc đó, mình sẽ nói về cái phần hình ở đây thôi. Bây giờ nhìn cái tấm hình này, mình sẽ chỉnh cái công cụ là làm da trước cho cân bằng cái màu sắc này một chút. Thí dụ như mình muốn cân màu thì bây giờ ở đây cái màu sắc của cái tấm hình này ở chụp ban đêm thì nó ám cái màu vàng ở cái ánh đèn ở trong cái này ở trong siêu thị vô ở đây. Thì bây giờ nếu mà mình muốn giảm màu theo như, nếu mà nói đúng chính xác thì cái hình này là cái màu đẹp rồi, nhưng mà mình muốn chia sẻ với các bạn lỡ cái tấm hình của các bạn nó không được đẹp, nó bị vàng quá đi, thì cách thứ nhất các bạn hãy chỉnh ở đây một cái ha. Các bạn vào cái phần ở đây, hôm nay các bạn chọn cái Select Color, các bạn cứ chọn cái này trước để cảm nhận nó trước ha. Còn những cái này nó từ từ, những bài khác nó có. Giờ mình nói ví dụ như mình giảm cái vàng đây một chút thôi. Thì bây giờ cái trong cái skin select color này nó có những cái bảng màu ở đây.
các bạn nào không biết tiếng Anh đọc được thì các bạn vẫn nhìn được cái biểu tượng nó là cái này nào chỉnh cho màu vàng và cái này chỉnh cho màu xanh thì mình biết rồi. Thì tức là cái thanh này nó cho mình chỉnh một màu ở trên tấm hình này thôi. Ở đây nếu mà mình chọn màu vàng thì nó sẽ hiểu được cái chỉnh màu vàng. Bây giờ mình có thử đây thì màu vàng, cái màu nào là màu vàng nó ăn sẽ ăn cái tấm hình này đây ha. Đó rồi bây giờ mình sẽ giảm vàng, thì cái thứ nhất mình sẽ kéo cái phần về phần Zalo này này, mình kéo về đây, các bạn thấy giảm vàng không? Đây giảm vàng không? Đây giảm vàng. Thứ nhất là mình kéo về vừa mắt mình, cái thứ hai mình kéo cái màu vàng này về về đây. Khỏi à, mình giảm về đây. Rồi cái thứ hai là mình cho cái màu vàng này sáng lên một chút. Rồi mình tắt cái con mắt ở đây này, mình tắt nó tức là mình muốn coi cái hình gốc mình chưa chỉnh làm sao. Hình gốc hay mình chỉnh, hình gốc hay mình chỉnh đây, nó bớt một chút vàng thôi, mình ok nó. Sau đó khi các bạn chỉnh đây rồi, các bạn hãy nó làm mà nó tạo ra một cái vừa một cái lớp màu và một cái kênh mới luôn. Nếu mà vô tình mình không biết mình để gì mình làm. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình chấm da đi ha, mình chấm nó không hiểu, nó hiểu. Đây, bây giờ mình muốn hiểu nó thì các bạn hãy chọn xuống lớp background, các bạn click lên đây. Thì thay vì vậy các bạn chỉnh màu xong rồi, các bạn dán lại luôn, bấm bằng phím đó. Trên cái máy tính của mình mặc định của Photoshop nó đã cài sẵn rồi, nó làm cho mình rồi. Thì mình bấm sẵn đó, những các bạn những cái nút Control và Shift và chữ E, Control Shift E nha, dán lại một bấm bấm hai ngón đè Control Shift trước, sau đó ngón cuối cùng là đè chữ E thì nó dán lại cho mình liền luôn. Rồi cái bước tiếp theo là mình cần cái color balance, các bạn kích vào đây, các bạn chọn color balance, các bạn giảm cái màu chút này, giảm bớt màu đỏ này, bớt màu đỏ. Các bạn kéo cái thanh này về hiện tại bây giờ đây, mình phân tích một chút cho các bạn luôn, cái bài này cũng hơi bị dài đó. Khi các bạn không biết tiếng Anh và ở đây là cái bảng Global Balance nó có ba cái lệnh này, thì nó chia cho mình biết ở lệnh hàng ở trên này nó cho mình, nếu mà mình kéo về đây thì nó sẽ đỏ, thì ở đây nó biểu tượng nó gạch gạch đỏ này, còn ở đây nó gạch xanh, thì tức là khi mà mình kéo về hướng này là đỏ hình lên, đỏ hình lên đó, thì tức là mình đang chọn đỏ vô. Còn bây giờ nếu các bạn muốn bớt vào màu đỏ này thì các bạn kéo vào đây thì rõ ràng cái hình nó về qua xanh rồi đó, qua xanh. Rồi còn cái nút ở dưới dưới này mình muốn kéo vào đây thì nó vàng nữa, mà mình kéo vào đây thì nó tím, tức là mình bớt vàng. Đây, mình bớt vàng cho hồng hồng một chút. Rồi thì nếu như các bạn cái hình của các bạn gặp trong trường hợp này thì các bạn chỉnh hai thanh này ha, là nó ra rồi. Sau đó các bạn bấm tắt nút này đi, tắt thì nó ra cho mình đây này. Rồi nó dạng bớt vàng nè. Còn nếu các bạn thích cái màu này thì mình nói là cái màu này ảnh gốc nó đã đè được rồi, còn mình nói chút lỡ cái ảnh của các bạn nó chưa ra hoặc nó bị ám nhiều quá thì các bạn chỉnh như vậy ha. Đây ok, sau đó các bạn cũng nhấn shift control e, mình nhấn shift nó giá tự động giá lại này, hoặc là các bạn không biết kênh shift control e thì các bạn ký vào đây, nó báo cho mình biết này, đây này thấy chưa, chữ này dán lại đó. Rồi đây đã bắt đầu mình phải làm da, thì các bạn đi cái CS6 với những cái cục mụn nhỏ nhỏ này thì các bạn chọn chọn cỏ này, chữ G như thế này. Thì trong cái bảng chữ G này tức là cái cung trên bàn phím đó, viết tắt là mình chọn bàn phím là chữ G, nhưng mà mình kích vào đây thể hiện ra một lần luôn. Thì giờ các bạn chọn cái lệnh này, hàng trên cùng này, các bạn kích vào ở đây cái một cục mụn này nó to vậy thì các bạn cho cỏ to này, nhưng qua ra cái cục mụn này nhỏ quá thì mình cho cỏ nhỏ. Đặt trường hợp ví dụ như bây giờ cái cục mụn này nhỏ ha, mà mình để to mình chọt vậy, vô tình mình chọt đây ha, thì rõ ràng các bạn coi kỹ này, chỗ này mình để vô tình mình để cá thì cái chỗ này nè, cái chỗ này bị hư nè, cái chỗ này bị lem ra này, thấy chưa, vô tình mình không nghĩ tới nó. Đây mình để hàng cho cái thì chỗ này nó bị lem ra, tức là cái vòng này ảnh hưởng này, cho nên mình để cỏ nhỏ lại ha, là mình hiểu nó rồi, cỏ nhỏ lại để cho nó vô đây. Thì các bạn cứ việc chọt vô thôi, chọt vô tự động nó mất thôi, bấm chuột chọt vô, bấm chọt vô thả ra đây, chọt vô thôi. Còn ở đây là mình cầm ở đây mình rê dài xuống đó, tại vì cái miếng này nó dài, rê xuống rồi chọt vô. Rồi tới lượt cái mùng nào ở đây còn, chọt vô, 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 chọt vô. Ok bây giờ mình chấm thử ha, chọt vô. Rồi mình đã chấm sơ những cái mụn giờ còn ở đây nó cục to quá thì mình cho cỏ to ra này như vậy đó, ở đây
Đây nhỏ thì mình cho nhỏ. Rồi. Đến đây nếu các bạn mà chụp tấm hình gia đình nhiều người thì các bạn cứ chỉnh vậy thôi. Đây, cứ chỉnh vậy. Cứ chỉnh vậy. Rồi. Còn có cách nói ví dụ như trường hợp tấm hình này thì nó có không vậy, bây giờ các bạn chụp tấm hình nhiều người thì ví dụ như ở đây anh này đi, ví dụ như anh này đi. Cái người này thì nó sáng còn cái anh này nó hơi bị tối. Bây giờ ví dụ như cái người này bị tối thì các bạn chọn cái công cụ G. G này hoặc là các bạn còn của L. Ở đây các bạn đã từng học cái công cụ mấy cái bài trước rồi, L này tự do này, các bạn chọn nó, chọn vô phần người này này, các bạn nhấn shift nữa, nhấn shift cho một phím nha, cộng vào thêm cái tay này, rồi các bạn cho Python, bấm Python. Thì nếu mà các bạn nào mới cài CS6 vào mà các bạn không có coi cái bài thiết lập của mình á, thì cái phần Python đó, một là các bạn kích chuột phải, các bạn chọn Python ở đây nè. Python này mục đích là như mình có giải thích rồi, là mình chọn càng lớn thì cái điểm M này nó càng mờ đi. Thì bây giờ để mình quay lại mình nói chút chút luôn, mình chỉnh thử cái hình này ha. Đây, cho nó sáng lên, thì bây giờ mình tắt đi nó không có thấy đường lằn. Bây giờ đặt trường hợp mình lưu lại ha. Lưu lại mình cho Python khoảng 1 đi. Ví dụ vậy đi, mình chỉnh lên thì nó có cái lằn. Đó các bạn thấy cái lằn ở đây không? Đó cho nên cái bài trước mình nó giảng rồi nhưng mà sợ cái mà các bạn quên, giờ làm lại luôn ha. Mình chỉnh ví dụ như trường hợp quay lại này. Trường hợp là người của cái người anh này, gia đình của mình, anh này anh bị tối. Anh bị tối ha. Thì bây giờ mình chọn Python cho lên là 60. Sau đó các bạn bấm Ctrl M, cái nút Ctrl M nó nằm ở đây. Nếu mà không biết bấm thì bấm vào đây, chọn cái Ctrl M của vào đây. Các bạn nâng sáng anh lên thôi. Rồi ok, xong rồi. Còn một cái nữa các bạn làm CS6. Các bạn coi tại sao cái hình của mình là giật này, mình bấm chữ F này, chữ F cho mình phím giật này. Đây nó chạy ra cái hình của mình này, thấy không? Thì cái hình này ví dụ như các bạn tắt đi, khi mà mình chỉnh ở đây, mình muốn lôi cái hình này xuống này, nó không cho này. Nó không đi nữa, nó không lôi không đi nữa, mình muốn lôi đi thì mình bấm cái chữ F. Đó cho nó định dạng mình lôi đi này, thấy chưa? Lôi đi thoải mái này. Đó, mình lôi đi để cho mình muốn zoom lên này. Đó. Là trường hợp mình bấm qua chữ F này đi, nó cho lôi F này nữa. Nó không cho lôi, nó cứng ngắc luôn. Này, cứng ngắc luôn. Còn các bạn muốn phóng to hình lên thì Ctrl dấu cộng mà dấu trừ là trừ xuống. Đây. Đây lỡ các bạn làm mà zoom không đi kéo không được là mình kéo không được ha, kéo không được. Tức là mình bấm chữ H thì mà phím cái bàn tay, cái hiệu bàn tay này mình kéo đi không được thì mình bấm chữ F cho nó nhảy qua cái lệnh khác, mình kéo đi này nha. Đây đến đây thì bắt đầu các bạn đã chỉnh sửa xong rồi, làm việc xong rồi, hoặc là các bạn muốn cái mặt của người này sáng một chút nữa thì các bạn khoanh vùng lại ha, chọn cụ này khoanh vùng lại cho Python cũng là 60 luôn. Các bạn nâng Ctrl M này, Ctrl M nâng sáng lên một chút này. Ok xong rồi. Các bạn cấp khổ, ví dụ như ảnh gia đình mình cấp khổ nhỏ thì mình cấp 13 18 các bạn để ý. Nhưng mà CS6 nó khó chỗ này nè, khi các bạn cài vào mà muốn cấp hình nó hay cấp nó hay bị vậy. Bây giờ ở đây từ từ CS6 nó khó một cái là khi mà các bạn cấp vô, là đây mình chọn thử, lỡ các bạn là để ý ha, hiện tại là mình đang chọn chữ H và chữ W và chữ H, thì bây giờ các bạn vô tình các bạn chọn ở đây đi, để coi nó làm sao. Chọn làm sao các bạn nhớ chọn cái này, bây giờ để vô tình mình chọn sai thì nó sẽ ra như thế nào. Hay các bạn để ý ở đây mình chọn hai cái lệnh này khi mà cài sẽ sót hai cái lệnh này ha, ở đây và ở đây. Còn nếu trường hợp các bạn chọn xuống ở đây thử đi để coi nó làm sao. Mình bấm lại là 13 18 này, 18 mình cấp khổ luôn đi, 18 mà mình chọn bằng cm, đây là 13 18 thì nó 12.7, mình cắt 12.7, 12.7 cm. Ok. Tại vì nó có nhiều tình trạng nó bị lỗi cái này thì để mình coi nó, mình biết chắc các bạn cài sẽ sao cho nó sẽ bị dính. Đâu. Đây các bạn ví dụ như nó bị ra ô này khó chịu này chẳng hạn về đi ha. Thì các bạn nhớ tắt, bấm vào cái nút này, tắt nó đi. Chọn ra ô tô ra đi chẳng hạn vậy, để các bạn kéo nó không thoải mái này. Thấy không? Nó thoải mái luôn. Sau đó ví dụ như khi mình muốn rửa tấm hình này ra nhỏ thôi thì hình gia đình mà mình đâu rửa lớn làm gì đâu, hoặc là các bạn muốn rửa cái thứ lớn bự thì như cái bài trước các bạn biết rồi, còn hình nhỏ mình rửa thì cấp ra mình muốn. Ở đây các bạn thấy không, mình khi mình nhấn vô ra cái này khó chịu thì lỗi như ở đây, mình nhấn shift xuống, ở đây hiện tại mình đang nhấn chuyển shift, mình đưa chuột vào đây thì nó hiện ra cái ô này, mình muốn tắt nó đi để cho nó khỏi rối mắt mình thì mình chọn vào đây nè,
mình nãy mình đưa lên trên này hay bây giờ những vô nó không có chưa, nó có ba ô này thôi, vậy thôi đó. Mình cấp bớt những phần nào mà mình muốn bỏ thì các bạn những ship các bạn kéo kéo phần nào mình muốn bỏ. Thì ở đây mình thấy cái chỗ này bên này nó trúng này, nó trúng nhiều thì mình bỏ bớt cái cho hình nó bự lên này, muốn vậy mình cấp, mình bấm chữ enter nó này. Là hiện tại giờ mình kiểm tra nó ha, kiểm tra nó thì bên này nó khác xe, bên này nó hơi lạ, các bạn sẽ lạ cho diễn á. Thì các bạn bấm internet control chữ y ngắn ra cái bảng là kiểm tra kích thước, các bạn chuyển qua cm đây nó ra 13 và 18 thì các bạn in khổ giấy đó, các bạn bấm ship control s hoặc là các bạn vào chữ file, các bạn bấm chuẩn chữ sell này. Thì ở đây các bạn có để ý lại đi ha, khi mình sell hình thì nó báo cho mình biết là ở đây này, bấm vào chữ file nó báo cho mình biết ở đây là nó báo là bằng phím đó. Nếu mà mình dùng bằng phím là shift control cộng chữ F đó, thì tại vì mình không muốn mất thời gian của mình bấm phím bằng phím đó, thì mình nhấn vô shift control chữ S đây, S Sài Gòn ha. Sau đó các bạn sell là 13 18 chẳng hạn, các bạn muốn đặt tên gì cũng được, 13 18 nhưng 18 thì mình đổi ra tên giấy 13 18, hoặc là các bạn sell như vậy, sell lại như này, các bạn để thêm chữ A ở sau nữa, A ở sau, hoặc là các bạn bấm dấu bằng trên bàn phím đó, bằng 13 nhưng 18. Nếu mà các bạn sell kiểu này thì các bạn sẽ kiểm soát được cái file hình của mình. 13 nhưng là chữ ít thôi, 18. Đây, để mình biết là cái mã số này là mình đổi 13 18 là mình biết sell nó. Xong. À, các bạn để in. Rồi. Ok. Đến đây là các bạn đã biết qua công cụ này rồi. Ở đây mình xin tạm những cái video này để mình làm tiếp video khác cho các bạn, là thì cái hình này nó tạm là ổn rồi. Bây giờ mình nói trường hợp một cái hình khác nữa thì để cái video khác mình sẽ làm cho các bạn cái video khác, nó những cái làn da, những cái người trong gia đình nó phức tạp hơn một chút nữa, để cho các bạn hiểu đến cái phần này thôi. Đến đây mình xin chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn lại một video khác. Các bạn yêu thích cái kênh của mình thì các bạn nhớ đăng ký vào ở đây, ở bên này các bạn coi cái bài này. Thì các bạn bây giờ trước đây á, mình hay bắt đầu mình mới làm, mình không biết là sắp xếp làm sao để mình đưa cái Facebook của mình vào đây hoặc là cái kênh đăng ký cho các bạn luôn. Bây giờ mình mới làm tìm hiểu lại thì mình biết rồi. Thì các bạn coi cái video này, ở dưới này là các bạn sổ ra nó có cái phần là đăng ký, cái chữ đăng ký hoặc là tìm Facebook của mình để các bạn theo dõi của mình ha, hoặc là các bạn đăng ký vào được thì các bạn theo dõi được cái bài này nhiều hơn. Rồi đến đây mình xin chào tạm biệt các bạn, hẹn các bạn làm một video khác.